ở trong đầu chúng ta nó tự nhiên nó bật ra một cái gì đó, tức là chúng nó kiểu đấy, thì đơn giản vậy thôi, được không anh? Sau đó dần bạn sẽ thoát ra khỏi cái quán tính cũ của mình, tại vì là chúng ta đi quen cái con đường đó về nhà rồi, bây giờ chúng ta phải đi một cái đường đó, đi một cái đường mới là đi đến 40 lần đó, chúng ta sẽ quen đường đó. Ví dụ mình dùng cái ngôn ngữ cơ thể này nhiều quá đến mức bây giờ nó ăn vào bản năng luôn, mà không hiểu tại sao lại vậy, mà lúc nó không hiểu tại sao lại vậy, mà cũng không biết tại sao lại lắc đầu, bạn nắm không ạ? Tức là nó thành máu luôn, nó huyết quản, nó thành hơi thở rồi. Nhiều sau này các bạn sẽ học kỹ thuật là kỹ thuật nã đạn, là một trong kỹ thuật mà khủng khiếp nhất mà người ta nói về tài ăn nói. Nhưng nã đạn nó không giống như các bạn nghĩ ở trong đầu đâu. Nã đạn nó là có 4 cái phương pháp ghê gớm lắm. Rồi cái đấy thì tính sau, bỏ muối cả mọi kỹ thuật nã đạn đấy chắc phải dành nguyên cho nó một buổi. Mình thấy thi thoảng Hoa cũng hay dùng cái nã đạn đúng không Hoa? Nhưng mà cái đó là cái cấp độ thấp nhất thôi, nó còn có 3 cấp độ cao hơn nữa. Mới nã đạn mà xuống lưng thôi. Còn nó bị cái hôn môi mà cứ kiểu như thế này mà làm dáng không biết tại sao. Tức là anh ấy hình dung ạ, tức là do là lúc trước có luyện tập á, mà ăn vào trong máu luôn, nó không lý giải được, không hiểu tại sao, cảm thấy rất nên giống như Nam hỏi có dùng kỹ thuật không, không bao giờ dùng kỹ thuật, thậm chí nhiều khi mình thấy gãi gãi này nó hôn môi. Đó, bây giờ phải, nếu mà không có kỹ thuật á, phải bịa nó ra thành kỹ thuật để cho mọi người cảm được cái điều đó, để nó ăn vào trong máu mà. Đời thường, kỹ thuật đời thường. Chắc chết quá, có cái đấy là siêu đời thường, không phải đời thường nữa. Được không ạ? Nhưng mà mọi người vẫn quý mà. Thì trong bối cảnh nó làm được cái việc đó. Có anh chị nào cần hỗ trợ nữa không ạ? Quay cái clip nào đó. Cái nào mà bạn thích ạ? Bạn áp dụng, bạn bây giờ chúng ta học tập một vài chục kỹ thuật gì đó, bạn thấy thích cái nào, bạn cảm được cái nào, bạn áp dụng cái đó, bạn sẽ trong các người mà bạn yêu á thì bạn sẽ dành 80% dành cho cái người mà bạn yêu nhất. Sau đó là 20% thời gian của bạn dành cho những người mình yêu nhì, yêu ba, yêu bốn, thứ tự ưu tiên. Mình có thể không dùng một cái được mà. Ừ, đúng rồi, anh đang nói mà ví dụ trong tố tầm khoảng độ 50 kỹ thuật được học ấy, thì chúng ta chỉ cảm được 5 kỹ thuật thôi, thì phải áp cái 5 kỹ thuật đấy vào nó ăn thành bản năng luôn. Nhưng mà nhớ những cái kỹ thuật ví dụ như là why là không được loại bỏ, là đồng bộ hóa là không có được loại bỏ, là cho dù thích hay không thích cũng phải làm đồng bộ hóa. Cho dù muốn hay không muốn cũng phải làm kỹ thuật điểm dừng. Cái nào mà bạn cảm nhận được đóng vai trò học viên đó. Điểm dừng là dừng trong vòng 2-3 giây, sau đó là 5-6 giây, phải không ạ? Sau đó từ 10-12 giây. Còn một số cái nào mà bạn cảm được nó quan trọng, thì đối với mình thì có một số những kỹ thuật, ví dụ kỹ thuật why này, why trong ngóc ngách nào đó, kỹ thuật về đồng bộ hóa, kỹ thuật về đặt câu hỏi rất quan trọng, đóng đinh nữa, kỹ thuật đóng đinh. Rồi gì nhỉ? Hôn môi. Không thể bỏ được hôn môi. Bây giờ mình sẽ giúp cho mọi người luyện kỹ thuật hôn môi dễ nhất có thể. Các bạn muốn luyện kỹ thuật hôn môi không ạ? Đó là bạn phải ý thức từ lúc mà mở mắt dậy cho đến lúc đi ngủ, trong vòng 18 tiếng của một ngày đấy, bạn, Diệp của chúng ta là phải ít cử động nhất có thể, là dần dần chúng ta sẽ hôn môi được. Ít cử động nhất có thể. Ví dụ như khi mà bạn ngồi xuống ghế chẳng hạn, bạn ngồi như vậy, hôn môi nó thể hiện được 3 cái. Là thứ nhất là đi lại là thể hiện mạnh nhất, thứ hai là ngồi, thứ ba là lúc mà đang giao tiếp nói chuyện gì đó, là đang đứng đó. Thì ví dụ như là bạn chọn một tư thế bạn thấy rất đẹp rồi, bạn phải giữ cái tư thế này, giữ vững nó, và nói chuyện với cả đối tác, với bạn bè, với người thân, với cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, con cái chúng ta, là chúng ta giữ cái tư thế đó, ít cử động nhất có thể là hơi lắc tay, hơi lắc đầu một gì đó, quên cái vụ mà đồng bộ hóa đi các bạn, quên nó đi, đôi khi nó cho một chút xíu vào thôi, nhưng mà ít nhất có thể, ít mà đừng có mà ngúng quẩy giống như là bảo quốc, đúng không ạ? Mà cứ như vậy nói bình thường, thậm chí là nếu cần phải nhìn sang bên kia thì cũng liếc mắt sang, chứ không có quay đầu sang. Nó dần dần khi bạn quen cái điều này rồi thì mình sẽ
nó sẽ chia sẻ cho bạn cái cấp độ cao hơn của hôn môi, nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà bạn phải có cái nền tảng là phải ít cử động, là chọn cho mình một cái tư thế nào đó thật đẹp ngồi, sau đó đứng cũng vậy, chọn một cái tư thế đứng nào đó mà bạn thấy duyên dáng nhất, thấy nam tính, nữ tính nhất gì đó. Sau đó ví dụ như bạn thấy như này là rất lãng tử của bạn, bạn thò tay vào túi quần, một tay là nói chẳng hạn, thì bạn khi bạn nói chuyện người ta thì lâu lâu lắc đầu hoặc là nhún vai hoặc là nhíu mày hoặc là bắm môi hoặc là suy nghĩ hoặc là chuyển một cái tay gì đó một chút xíu thôi, và toàn bộ cái và người đứng thẳng lưng lên, tại vì thấy cái cơ thể cái dáng đấy nó đẹp rồi mà, thì phải tự tin về dáng đó, càng ít cử động càng tốt. Chúng ta quen được cái việc đó trong vòng 21 ngày, cái ngôn ngữ cơ thể của bạn sẽ đẹp, sau bạn sẽ lên một cái tầm cao hơn. Lúc đấy mình sẽ chia sẻ với mọi người, các bạn hãy tin đi, mình không có nói xạo đâu, được không các bạn? Ví dụ như là mình thấy một cái tư thế nào đẹp, ví dụ như là giả định thôi, là cái tư thế này chẳng hạn, tự bản thân mình bên trong mình cảm thấy nó đẹp thì mình sẽ đứng như này rất lâu. Và sẽ nói giống như tạo dáng chụp hình đó không anh? Đúng rồi, đứng hình là đúng. Nhưng mà khi mình làm như vậy thì các bạn thấy nó có quen không các bạn? Quen hả? Cứ không phải là lần đầu tiên làm phải không ạ? Mà nó không phải cố tình, mà nó ăn vào cái gì ạ? Nó ăn vào tiềm thức rồi, cái đấy rất quan trọng. Rồi có anh chị nào hỏi chỗ hỏi gì không? Bài tập này là sẽ áp dụng ý anh hỏi là những cái kỹ thuật mà mình thích nhất, để không phải chỉ chính kỹ thuật này đúng không anh? Tức là từ lúc mình từ đầu đến giờ cái nào mình thích nhất, mình cảm thấy nó hay nhất, mình có thể ứng dụng nhiều nhất mà mình rất nhiều nhất. Và bạn có thể dành ra cho mình một cái buổi sáng cuối tuần nào đó, bạn đứng bạn luyện tập, bạn luyện tập mà tầm khoảng độ 40 lần cái đó liên tục cho nó ăn vào tiềm thức luôn. 40 lần về cái ngôn ngữ cơ thể đồng bộ hóa là 40 lần nói linh tinh thì cũng được, phải nói được đủ 40 lần. Nên bây giờ ví dụ mình nói linh tinh à, và không có biết là phải nói những cái gì ở trong đầu này, không có nghĩ ra được, và cảm giác nó có lúc mà cảm thấy vô cùng bức bối, có lúc cảm thấy căng thẳng, có lúc cảm thấy mình cảm thấy vò đầu bứt tai, mình không hiểu tại sao mình lại không biết nói cái gì bây giờ, nhưng mà mình vẫn giữ cái cơ thể này nó thật là đẹp, và nó vẫn cứ đồng bộ hóa được, nó vẫn có giúp mọi người chuyển hóa được, nó vẫn có thể sang một cái trang mới, nó vẫn có thể sắp đặt làm sao cho nó hợp lý, nó vẫn có thể nói linh tinh. Nhưng mà nhớ giữ ở trong đầu này là phải rèn luyện cái đồng bộ hóa này, không có để cho nó lại quay trở về cái quán tính bản năng cũ được. Cứ làm như vậy 40 lần, chỉ có 40 lần thôi, 40 lần thôi đấy, nói linh tăng linh tinh nhưng mà rồi quen với cái việc đó, xong bắt đầu sang cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật về why đi. Ví dụ tìm ra một cái gì đó là ví dụ như là hãy đánh răng mỗi sáng đi, thì chúng ta nói về cái why nào đó, nói tầm khoảng 3-4 cái why gì đó, và hãy đánh răng mỗi sáng, mặc dù cái bài nói nó cực kỳ vô duyên. Sau đó trong lúc mà nói về why, từng cái ngóc ngách nhỏ, từng cái nhánh nhỏ thôi, rồi nhánh F2, F3, F4, F5 thì cứ nói về cái why, cứ ít nhất phải một vài cái câu này. Và điều này mới hay này các bạn ạ. Thì thực ra cái câu mà điều này mới hay này các bạn này cũng là một cái why phải không ạ? Hoặc là ví dụ đang nói là, và đây cũng là một trong điều mà mình rất tâm đắc vân vân. Thế thôi. Được không ạ? Ok, sau đó bạn tập tầm khoảng độ, bạn chọn ra 50 kỹ thuật nào đấy bạn rất tâm đắc, sau đó bạn quay một cái clip mà nó đã luyện tập đủ mỗi cái 40 kỹ thuật rồi, nó ăn vào máu của bạn rồi, thì bạn quay clip trong vòng tầm 3-5 phút đó, bạn up lên để cho mọi người thấy là ồ, cái người bạn của tôi đã chuyển hóa hoàn toàn, tôi không nhận ra cô ta hay anh ta nữa. Đã hết câu hỏi nhỉ? Đã hết câu hỏi đúng không? Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối ngon giấc.